sẽ là tan Cần Thơ. Sáng ngày 20 tháng 2 năm 2023, sinh viên lớp HM18101 thuộc bộ môn du lịch nhà khách sạn cơ sở Fbuli Cần Thơ đã có chuyến tham quan, kiến tập tại khách sạn Sheraton Cần Thơ. Cùng đi với đoàn còn có sự tham gia của thầy Nguyễn Trung Thành, chủ nhiệm bộ môn du lịch nhà khách sạn, và cô Bùi Thị Bảo Trân, trưởng môn quản trị khách sạn. Khách sạn Sheraton Cần Thơ là khách sạn cao nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời cũng là một trong những khách sạn 5 sao đầu tiên của Tây Đô. Ngoài 262 phòng mang thiết kế hiện đại, với trang bị đầy đủ tiện nghi chuẩn 5 sao, cùng với tầm nhìn hướng thành phố sầm uất, nhộn nhịp và hướng sông Cần Thơ mơ mộng êm đềm, Sheraton Cần Thơ còn có đa dạng những tiện ích nội khu như hệ thống phòng hội thảo, hội nghị với sức chứa lớn cùng với trang thiết bị hiện đại, sang trọng. Hệ thống nhà hàng phục vụ đa dạng các món ăn đến từ nhiều vùng ẩm thực trên thế giới với không gian ấm cúng, cùng bể bơi ngoài trời, phòng gym, massage và trị liệu, quầy bar và trung tâm thương mại liền kề với các hoạt động giải trí thời thượng. Sheraton Cần Thơ là điểm đến và biểu tượng mới đầy ấn tượng của vùng đất miền Tây trù phú. Trong buổi sáng, các bạn sinh viên đã tham quan kiến tập hầu hết các dịch vụ tại khách sạn. Qua đó, các bạn không chỉ có cơ hội được quan sát, tìm hiểu chi tiết hơn về các công việc liên quan đến khách sạn, mà còn nhận thức rõ hơn về định hướng nghề nghiệp và phát triển trong tương lai, góp phần tạo động lực để các bạn học tập, đầu tư cho những kiến thức, kỹ năng cần thiết. Xin chân thành cảm ơn ban giám đốc khách sạn và đặc biệt là chị Ngân và anh Huy, phòng kinh doanh của khách sạn, đã dành thời gian rất nhiệt tình để các bạn sinh viên hiểu hơn về khách sạn Sheraton Cần Thơ. Đây là một trong rất nhiều những hoạt động kiến tập thực tế của bộ môn du lịch nhà khách sạn cơ sở Cần Thơ trong thời gian qua, nhằm thực hiện mục tiêu thực học thực nghiệm của trường cao đẳng FPT Polytechnic.